Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 7. Chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các công việc thủ tục để triển khai làm đường cao tốc Ninh Bình Nam Định, Thái Bình Hải Phòng. Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công nhằm tô thắm thêm truyền thống cách mạng, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng loạt ca ngộ độc thuốc lá điện tử chứa từ 4 đến 5 chất ma túy thế hệ mới, gây những tác hại rất độc và rất mạnh. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Hồng diễn ra mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ 11 nhiệm vụ để phát triển khu vực Đồng bằng Sông Hồng, trong đó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các công việc thủ tục để triển khai các dự án cụ thể, bao gồm dự án cao tốc Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, ký hiệu toàn tuyến là CT08. CT08 có tổng chiều dài toàn tuyến 109 km, có điểm đầu là nút giao với đường cao tốc Cao Bồ Mai Sơn và đường cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Và điểm cuối là nút giao với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường cao tốc Hải Phòng Hạ Long Vân Đồn Móng Cái tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Dự án này đã được thống nhất vào danh mục công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan khẩn trương chuẩn bị các công việc thủ tục để triển khai dự án CT08. Về tài chính đối với các dự án giao thông kết nối vùng, Thủ tướng yêu cầu cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước đầu tư cho vùng và tạo liên kết, phát huy vai trò nguồn vốn của các địa phương theo tinh thần nghị quyết 30, cho phép ngân sách địa phương đầu tư các dự án vùng và liên kết vùng, cùng với đó đẩy mạnh liên kết, hợp tác công tư theo luật PPP và liên kết thu hút đầu tư FDI, sử dụng nguồn vốn ODA, tinh thần là không phân mảnh, không chia cắt, phát huy sức mạnh tổng hợp. Vụ xuân hè năm nay, huyện Thái Thụy có diện tích tôm nuôi là 972 ha. Hiện nay tôm đã đạt kích cỡ thương phẩm, nông dân đang tiến hành thu hoạch để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Đa phần tôm thẻ chân trắng nuôi theo hình thức công nghệ cao, năng suất đạt từ 12 đến 15 tấn một hecta một vụ. Dự kiến vụ xuân hè này, Thái Thụy thu hoạch khoảng trên 900 tấn tôm. Giá bán dao động từ 130.000 đến 140.000 đồng một kg. Với tôm sú nuôi theo hình thức quảng canh, ước năng suất đạt từ 7 đến 8 tạ một hecta, giá bán từ 260.000 đến 280.000 đồng một kg. Năm nay so với năm ngoái, giá tôm giảm nhưng bù lại năng suất đạt khá hơn. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp huyện Thái Thụy khuyến cáo nông dân cùng với thu hoạch tôm nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để thực hiện các biện pháp kỹ thuật như chăm sóc quản lý tôm. Đối với tôm sú, áp dụng hình thức thu tỉa kết hợp với chăm sóc. Với tôm thẻ chân trắng, tập trung thu hoạch toàn bộ, tránh thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ 2, vụ 3 sắp tới, đảm bảo khép kín chu kỳ nuôi. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đang triển khai đề án xây dựng sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, sàn sẽ liên kết, kết nối các sàn thương mại điện tử địa phương với nhau và với sàn thương mại điện tử phổ biến, tạo nên một môi trường kết nối giao thương đa chiều hiệu quả, qua đó phục vụ nhu cầu thúc đẩy giao dịch, mua sắm hàng hóa qua kênh thương mại điện tử của người dân. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc tham gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn ở huyện Tiền Hải đã có nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả trong vận động tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Xác định việc mở rộng đường trục thôn đảm bảo theo tiêu chí của xã nông thôn mới mang lại lợi ích thiết thực cho ngay chính gia đình mình. Nên ông Đỗ Thế Kỳ ở thôn Vĩnh Ninh, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải tự nguyện dỡ bỏ cổng dậu, đồng thời hiến đất của gia đình để làm đường. Thì gia đình cũng có tất cả là tổng diện tích như là chiều dài là 47 m, chiều rộng là 2 m, thì là vừa rồi như là các anh cũng xuống coi như vận động coi như là gia đình cũng như là cống hiến toàn bộ số đất đấy để xây dựng nông thôn đổi mới. Đã vận động được 11 trong 8 hộ trên 11 hộ là hiến đất, có những cái dậu hết sức là hoành tráng, thế nhưng mà cũng sẵn sàng hiến đất, hiến dậu và hiến cả công nữa để mà mở rộng con đường của thôn, nó khoảng độ dài là 400 m. Ban công tác mặt trận các khu dân cư của huyện Tiền Hải xác định, muốn xây dựng nông thôn mới thành công thì việc đầu tiên phải tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho mỗi người dân hiểu rõ vai trò của mình
trong xây dựng nông thôn mới, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vận động bằng cái cách là tuyên truyền bằng các cái hội nghị họp dân và các cái hội nghị của các cái ban ngành đoàn thể. Khi tuyên truyền được như vậy thì tất cả mọi người dân là hiểu được, và cán bộ, các cái tổ chức chính trị, thành viên, hội viên nắm bắt được để như vậy là đồng lòng chung sức với lại như vậy là lãnh đạo thôn để thực hiện các cái nhiệm vụ. Cho đến thời điểm hiện nay thì Tây Lương đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị các ngành, các cấp chức năng, huyện và tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Tiền Hải có 3 xã Tây Lương, Tây Ninh, Vũ Lăng đang hoàn thiện hồ sơ chờ thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 5 xã An Ninh, Phương Công, Đông Hoàng, Nam Hải, Nam Thanh phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mô hình dân vận khéo của Ban công tác mặt trận khu dân cư ở Tiền Hải được nhân rộng, tạo tiền đề để huyện Tiền Hải xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình tiếp tục với thông tin về các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Sáng nay, đoàn đại biểu Đài Tiếng Nói Việt Nam do ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà và tri ân các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh của huyện Kiến Sương. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước Giải khát Việt Nam trao tặng 400 suất quà cho các gia đình chính sách, các thương bệnh binh của huyện Kiến Sương, trong đó tại xã Lê Lợi là 100 suất quà. Lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, ghi ơn đối với công lao đóng góp, hy sinh to lớn của người có công với cách mạng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây cũng là hoạt động thường niên của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhằm thực hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Cũng nhân dịp này, các đơn vị biên phòng cùng địa phương nơi đóng quân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cùng chính quyền đoàn thể xã Thụy Xuân đã đến tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Mít có chồng và con là liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rồi có 2 con là liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sang có 2 con là liệt sĩ, mẹ Nguyễn Thị Dũng có chồng và 2 con là liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, đại diện đơn vị bộ đội biên phòng và đoàn thể xã Thụy Xuân đã tặng quà, sửa sang, dọn vệ sinh nhà cửa và ân cần động viên thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh cống hiến của các mẹ Việt Nam anh hùng, những đóng góp của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sáng nay, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe và tặng quà đối tượng chính sách người có công tại xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư. 150 người là mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các hộ nghèo tại xã Vũ Vinh được các y bác sĩ khám tư vấn những kiến thức cũng như cách điều trị bệnh về xương khớp, cao huyết áp, tim mạch và cấp phát thuốc miễn phí. Cũng trong chương trình, ban tổ chức trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng. Trên địa bàn tỉnh, nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công đã và đang được thực hiện nhằm tô thắm thêm truyền thống cách mạng, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn. Phóng sự được thực hiện tại huyện Vũ Thư. Những ngày này, cụ Nguyễn Thị Tỉnh, mẹ liệt sĩ, được đón các cơ quan đoàn thể đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà tri ân. Dù đã 98 tuổi, trí nhớ không còn được minh mẫn, song cụ Tỉnh vẫn cảm thấy vui vẻ. Cụ bảo con cháu phải đưa ra tận phòng khách để trò chuyện với khách đến thăm. Cảm ơn các cấp chính quyền từ thôn đến xã đến huyện đến tỉnh đều quan tâm đến gia đình, chúng tôi cũng xin cảm ơn và xin cảm ơn các cấp chính quyền và là cũng quan tâm đến cụ và gia đình. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch từ vận động quỹ ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thứ hai là xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà đối với người và gia đình người có công, đảm bảo trân trọng và chu đáo. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, huyện Vũ Thư còn chỉ đạo các đoàn thể và các địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc mộ và các công trình ghi công liệt sĩ đối với 21 nghĩa trang với tổng số trên 2.000 mộ liệt sĩ,
3 nhà bia ghi tên liệt sĩ và một đài tưởng niệm liệt sĩ. Đảng ủy ban xã đã cũng chỉ đạo cho góc độ bên đoàn rồi là bên nhà trường là nói chung là sẽ làm tốt cái công tác là dọn vệ sinh ở nghĩa trang liệt sĩ, rồi nói chung là cái đoạn đường vào trước cổng nghĩa trang để làm sao tức là xanh sạch đẹp. Đấy, cái thứ hai nữa là cũng để giáo dục cái truyền thống thế hệ trẻ thực hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn. Bản thân em cùng các bạn thành viên trong đoàn xã tiến hành các hoạt động rất thiết thực như là dọn cỏ nghĩa trang liệt sĩ, rồi là thăm hỏi động viên các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Tháng 7 hàng năm, các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, quan tâm chăm sóc người có công và gia đình người có công đã trở thành một hoạt động rộng khắp với nhiều hình thức tổ chức, việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Đây cũng là dịp giáo dục về ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn, đồng thời nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải tổ chức buổi tiếp xúc đối thoại với một số công dân của huyện liên quan đến việc dừng thực hiện chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tham gia buổi tiếp xúc đối thoại có đại diện công dân thuộc diện ngừng thực hiện chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của các xã thị trấn. Đã có 14 lượt ý kiến của công dân bày tỏ quan điểm và đề xuất kiến nghị về những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện và việc dừng cắt chế độ, vấn đề giải quyết kiến nghị của công dân. Tại buổi tiếp xúc đối thoại, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Tiền Hải khẳng định, việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước thời gian qua luôn được tỉnh, ngành Lao động Thương binh và Xã hội, các ngành và địa phương nỗ lực thực hiện theo đúng quy định. Việc ngừng thực hiện chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Thái Bình thời gian qua được thực hiện nghiêm túc theo đúng kết luận của Thanh tra, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Các trường hợp ngừng thực hiện đều đã được rà soát, thực chứng theo đúng quy định, đảm bảo công khai minh bạch. Trước các ý kiến kiến nghị của công dân, ngành Lao động Thương binh và Xã hội và huyện Tiền Hải đã ghi nhận, tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người hoạt động kháng chiến. Còn trong sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Dương tổ chức buổi tiếp xúc đối thoại với một số công dân của huyện liên quan đến việc dừng thực hiện chế độ người hoạt động kháng chiến vì nhiễm chất độc hóa học. Tại buổi tiếp xúc đối thoại, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Kiến Dương khẳng định, thời gian qua, tỉnh, huyện, ngành Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện các chính sách đều theo đúng quy định. Các ý kiến kiến nghị của công dân tại buổi tiếp xúc đối thoại đã được Ủy ban Nhân dân huyện, ngành chức năng liên quan ghi nhận, tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để giải quyết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người hoạt động kháng chiến. Một thông tin đáng lo ngại trong lĩnh vực y tế, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận hàng loạt ca ngộ độc thuốc lá điện tử. Điều đáng nói là sau khi xét nghiệm, các mẫu này đều chứa từ 4 đến 5 chất ma túy thế hệ mới. Theo các bác sĩ, hiện có khoảng hàng trăm chất ma túy thế hệ mới được tạo ra liên tục, gây khó khăn cho các phòng xét nghiệm hàng đầu hiện nay. Thuốc lá điện tử đang là môi trường mới để chứa nhiều loại ma túy thế hệ mới, rất khó được phát hiện. Các chất này đang gây những tác hại cực độc và cực mạnh, không thể lường trước được. Thưa quý vị, nắng nóng gia tăng và kéo dài đang ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, nhất là đôi mắt, bởi phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Những ngày này, số người đi khám nhập viện vì liên quan đến các bệnh về mắt gia tăng, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ. Bị viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ do lây từ con. Nhưng vì chủ quan, chị Nhẫn không đi khám, nghĩ rằng bệnh sẽ tự khỏi. Chỉ đến khi mắt có dấu hiệu sưng phù, nhìn mờ, thậm chí không mở nổi mắt, chị đến bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán đã vào giai đoạn nặng. Ở nhà thì lúc đầu là em đau một bên, hay là em cứ chủ quan, em vẫn đi làm bình thường. Thế là 5 ngày sau thì nó lây sang mắt bên cạnh, nó đau nhức xong là nó cộm, đi làm may xong là bụi nó bay vào mắt, xong là nó lại bị nặng thêm. Trong cái thời tiết của mùa hè, cái bệnh mà viêm kết mạc nổi trội hơn so với lại các mùa khác trong năm. Vì là cái thời tiết nắng nóng này là mọi người ra đường không đeo kính bảo hộ ấy, nó dễ bị nhiễm bụi bẩn, rồi là vệ sinh tắm rửa tại những cái nơi công cộng, nhất là những cái bể bơi, bể tắm ấy, thì cái tỷ lệ mắc bệnh mà nó lây theo cái virus ở những các cái bể bơi nó tăng cao. Bên cạnh viêm kết mạc, trong những ngày nắng nóng, người dân cũng hay gặp phải chứng khô mắt xảy ra do nền nhiệt cao khiến nước mắt tiết ra bay hơi nhanh. Đặc biệt, với những người tiếp xúc máy tính nhiều, thường xuyên ở trong phòng máy lạnh,
thì vấn đề khô mắt rất phổ biến, có thể dẫn đến xước giác mạc, giảm thị lực. Nhiệt độ cao trong mùa nóng kèm theo bụi bặm cũng làm tăng nguy cơ dị ứng mắt, gây ngứa, đỏ mắt, kèm theo cảm giác nóng rát. Bệnh nhân mà có cái hiện tượng là mắt nó mỏi, nhức mắt, chảy nước mắt nhiều, đau đầu, hoặc mắt nhìn mờ thì lên đến các cái cơ sở y tế để khám. Tránh những trường hợp mà ở nhà tự mua thuốc ấy, mà điều trị khi mà nó ảnh hưởng vào cái giác mạc ấy thì rất là nguy hiểm. Để bảo vệ mắt trong thời tiết nắng nóng, mỗi người khi tiếp xúc với ánh nắng nên mang mũ rộng vành, mặc áo chống nắng, đeo kính râm chống tia UV. Không bơi lội ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Lưu ý để mắt có thời gian nghỉ ngơi nếu phải làm việc liên tục với thiết bị điện tử, bổ sung các thực phẩm có lợi cho mắt như rau xanh, trái cây, gấc, các loại hạt trong chế độ ăn uống hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là nhiệm vụ quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội nhằm quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế minh bạch, hiệu quả, bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế. Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội luôn đổi mới, hoàn thiện, có nhiều bước đột phá trong nâng cao hiệu quả, hiệu suất giám định bảo hiểm y tế, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Tiền Hải. Mỗi ngày, bệnh viện Đa khoa Tiền Hải tiếp đón khoảng 500 lượt bệnh nhân đến khám. Trong đó, hơn 90% có thẻ bảo hiểm y tế. Giám định viên của Bảo hiểm xã hội huyện luôn có mặt tại đây để theo dõi hướng dẫn các thủ tục liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế cho bệnh nhân và người nhà người bệnh. Thanh toán bảo hiểm y tế rất thuận lợi và nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi của chúng tôi. Thanh toán bảo hiểm thì thuốc đầy đủ đàng hoàng tử tế. Chúng tôi tuổi già rồi là đi khám bệnh như này rất là yên tâm. Để quản lý hiệu quả nguồn quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giám định bảo hiểm y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, kết nối liên thông từ tuyến xã đến tuyến huyện. Hồ sơ vi phạm bị từ chối tự động hoặc đánh dấu để giám định trực tiếp trên hồ sơ bệnh án. Những trường hợp mà thanh toán không hợp lý thì sẽ kiên quyết từ chối thanh toán đối với các trường hợp đấy và có biên bản làm việc với bệnh viện cụ thể. Khi mà có các chính sách mới thì sẽ phối hợp với bệnh viện tuyên truyền các chính sách, hướng dẫn cụ thể nhân viên của bệnh viện để có các tư vấn kịp thời cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng đã xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền như là tại những điểm mà bệnh nhân ngồi chờ, như là sảnh chờ tiếp đón, trên màn hình TV, như là ba lô áp phích tuyên truyền về là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để cho người dân dễ nhìn, dễ thấy và dễ hiểu nhất. Mỗi tháng các cơ sở y tế ở huyện Tiền Hải có hơn 27.000 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường rà soát định mức kinh tế kỹ thuật, định mức nhân lực trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, kịp thời điều chỉnh khi có bất thường. Trong năm 2023 thì Bảo hiểm xã hội huyện đã ký hợp đồng với 5 cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó có 2 bệnh viện công lập và 3 phòng khám đa khoa tư nhân và đồng thời là giao cho 2 bệnh viện ký hợp đồng trực tiếp với 32 trạm y tế trên địa bàn. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Việc quản lý hiệu quả nguồn quỹ bảo hiểm y tế giúp đem lại những lợi ích thiết thực cho người tham gia, góp phần hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế. Qua đó thể hiện rõ vai trò, giá trị và lợi ích to lớn của tấm thẻ nhân văn này đối với công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo, VTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.